Xin chào anh chị, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 2.000 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 500 triệu. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị rẽ trái là liên thông ra đường 30 tháng 4 khoảng là 80 m, và anh chị rẽ phải là di chuyển ra cầu Kinh Sáng Long Định, quốc lộ 1A khoảng là 1 km. Con đường này thì rộng khoảng là 1m2. Anh chị di chuyển là đường xe máy thôi. Ô tô thì anh chị cách khoảng là 80 m. Khu vực này thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, chợ Đông Hòa, trường học, ủy ban. Anh chị cách khoảng là 1 km. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 30 m, sâu vào bên trong là 75 nha. Từ vị trí ngay cây cọc ganh này nha anh chị, mình sâu xuống bên dưới là 30 m, và có chiều sâu vào bên trong là 75 m ha. Trên đất thì gia chủ đang trồng cao và dừa, chuối nha anh chị. Đất mình thì cao gáo và bằng phẳng luôn, chỉ có một cái khuyết điểm cặp bên hông đất thì có vài ngôi mộ nha anh chị. Dừa này thì gia chủ trồng cũng được khoảng 10 năm tuổi, cũng đang trong quá trình cho trái và có thu hoạch luôn. Vậy thì anh chị chăm sóc và anh chị mình bón phân thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập nha. Con đường này thì chỉ khoảng 1 m thôi nha anh chị, 1 m đến 1 m 2 thôi. Mình di chuyển là đường xe gắn máy nha. Vừa mình thì đang trong quá trình cho trái luôn nha anh chị. Gia chủ thì cũng đang trồng chuối nè, cacao nè anh chị. Và ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Anh chị về trồng tất cả loại cây ăn trái như là sầu riêng nè, bưởi, dừa và các loại cây ăn trái khác anh chị đều trồng được luôn ha. Mình tới ngay chỗ vị trí cây cột này nha anh chị, là hết ranh giới của mình ha. Một số thì dừa này khoảng 20 năm cũng có đó anh chị. Với giá này em thấy bán rất là rẻ luôn, chỉ 250 triệu một công thôi nha anh chị. Hai công này thì gia chủ bán chỉ 500 triệu thôi. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị xem thửa đất này và anh chị gặp ngay chính chủ luôn ha. Mình tới ngay chỗ cây cột này nha anh chị, là 30 m và có chiều sâu là 75 m nha. Khu vực này thì trồng cây ăn trái rất là nhiều luôn nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Ở đây thì gia chủ đang trồng một số cacao nè anh chị, chuối ha, mít. Đất thì cao gáo nha anh chị, rất là bằng phẳng luôn. Chỉ có một khuyết điểm thôi, đất thì không màu mỡ nha anh chị. Xung quanh thì có vài ngôi mộ nha. Em cũng cập nhật để cho anh chị mình nắm thông tin cụ thể hơn ha.
để em di chuyển xuống bên dưới ganh, em chỉ cho anh chị mình nắm luôn. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm ha. Đó, mình tới ngay chỗ vị trí cây cacao này nè anh chị, là hết ranh giới của mình. Đó, đất mình thì rất là đẹp luôn nha anh chị. Từ thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí thửa đất vườn khoảng là 15 km. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây khoảng là 70 km nha. Ở đây thì đất của mình đang quay về hướng đông bắc nha anh chị. Đó, về thì anh chị mình trồng cây ăn trái thêm á, em thấy thì rất là thích hợp luôn nha anh chị. Đất mình rất là đẹp luôn anh chị ơi. Với giá bán này em thấy thì cũng rất là rẻ luôn nha anh chị. Giá chỉ 250 triệu 1.000 m² thôi. Đó, cách đường ô tô thì khoảng 80 m thôi nha anh chị. Đó, đất này thì sổ hồng chính chủ luôn. Đó, anh chị mình mua thì cũng yên tâm ha. Đó, khu vực bên đây nè anh chị, đất mình không có màu mã ha. Đó, bên kia thì có vài ngôi mộ đó anh chị. Đất mình thì không có bị dính quy hoạch hoặc là điện cao thế, anh chị cứ yên tâm ha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị xem thửa đất này và anh chị gặp ngay chính chủ luôn ha. Do chính chủ thì cũng rất là lớn tuổi đó anh chị, nên không chăm sóc nội mảnh vườn này, nên gia chủ cũng cần bán để lấy tiền để dưỡng già đó nha anh chị. Đó, khu vực này thì lên clip trồng cây ăn trái hết rồi đó anh chị. Đó, khu này thì cũng trồng dừa, bưởi, sabo chay, thì em thấy cây ăn trái khu vực này trồng rất là nhiều luôn. Đó, đây là cây sake nè anh chị. Đó, đây là chuối sim. Với giá bán này em thấy rất là phù hợp luôn nha anh chị. Chỉ 250 triệu 1.000 m² thôi. Rất là rẻ luôn. Đó, về thì anh chị mình lập vườn để trồng cây ăn trái cũng là tuyệt vời ha. Lâu lâu thì em cũng thấy miếng này rất là rẻ luôn nha anh chị. Đó, anh chị mình có thể mua đầu tư hoặc là anh chị mình mua để lập vườn cũng được. Chiều chiều cuối tuần anh chị có thể về để hái trái cây cũng được anh chị. Đó, một số dừa thì khoảng 15 năm anh chị, một số thì khoảng 10 năm. Nó cũng đang cho trái và có thu hoạch luôn. Ở đây thì một công dừa anh chị có thu nhập khoảng 1 triệu một tháng nha anh chị. Đó, hai công dừa này thì anh chị có thể thu nhập một tháng khoảng 2 triệu ha. Đó, đây là chuối sim nha anh chị. Đó, khu vực bên kia đó, anh chị mình thấy không? Đó, mã thì em thấy cũng rất là nhiều, nên em cũng thông báo để cho anh chị mình nắm. Đất mình thì không có màu mã nha anh chị. Ở xung quanh thì có nha. Ngang của mình là 30 m và có chiều sâu là 75 nha anh chị. Con đường ở phía trước chỉ 1 m thôi nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe máy thôi nha.
Cuối video, em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành lại chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.